Xin chào các quý vị đã quay trở lại với kênh Lan Nguyễn TV. Hôm nay thì chúng ta thấy đấy, đoàn của chị Nguyễn Phương Hằng ngày hôm qua là đi lễ ở dưới Hải Phòng, đền của Trạng Trình, và rất nhiều những cái hình ảnh mà bà con nồng ấm đã vây xung quanh chị Nguyễn Phương Hằng, và rất nhiều anh em YouTuber chính nghĩa đã cùng đi với chị Nguyễn Phương Hằng để lan tỏa những cái thông điệp mà chị Nguyễn Phương Hằng chia sẻ. Thì ngày hôm nay Lan cũng chia sẻ lại cho chúng ta những cái hình ảnh đẹp nhất. Và đoàn của chị Nguyễn Phương Hằng đi thì như chị Nguyễn Phương Hằng nói đấy, tất cả anh em cùng ra với chị Nguyễn Phương Hằng thì đoàn ở đâu anh em ở đấy, và cùng sống với chị Nguyễn Phương Hằng trong những ngày vừa rồi thì bây giờ là những hình ảnh rất là đẹp và những cái khí thế rất là vui tươi của đoàn chị Nguyễn Phương Hằng trong quá trình dịch chuyển từ Hà Nội đi Hải Phòng. Bây giờ thì Lan xin mời mọi người hãy cùng xem. Trời ơi, tình cảm. Trời ơi. Hồi nãy chụp hai cô. Hôm qua giờ á là em thấy một cái vấn đề rất là nghi ngờ. Em không thấy thầy và em không thấy Phúc Tài Chính nha. Động cơ lý do nào? Hôm qua mới phỏng vấn tôi mà không có buổi chiều em không thấy thầy, buổi tối em không thấy thầy luôn. À, hôm qua bị sốt hả? Hôm qua bị sốt nằm trong động cơ phòng. Lý do nào em không thấy thầy Phúc động Tài Chính? Động cơ là bị sốt, lý do là bị giờ sốt. Bị sốt không? Em tạm không tin thầy. Không chịu nổi cái lạnh, không chịu nổi cái lạnh. Rồi ok, em tạm tin thầy. Không, nhưng mà nghe tin đồn hôm thầy với Phúc Tài Chính là đi chơi đúng không? Nghe đồn là hôm qua Phúc với thầy là hai người là bắn tẻ nhau đúng không? À, Phúc với anh nông dân. Hả? Thôi thầy đừng đá banh. Thầy đừng đá banh nữa. Đây nhân chứng nè. Cái gì vậy? Hôm qua là em chở anh nông dân đi mua đồ đúng không? Mua đồ nhưng mà mua đồ cướp. Em thích thầy Quân. À, em thích thầy Quân. Đó. Thầy Quân lại ghen tôi phải không đó? Thầy thích thầy Quân. Chẳng qua anh nông dân là bạn của thầy Quân nên em mới nẻ thôi. Đây là như mua đồ cho thầy Quân đúng không? Đúng rồi. Nào già. Thầy ghen tuông nữa, thầy cứ vậy hoài vậy. Quân cứ đẩy lên anh nông dân. Cái này nghe em. Nhưng mà bây giờ thấy nông dân không vậy? Hả? Nghe đâu ai, nghe đâu, ở đây có nhiều người vậy? Qua bên chào chào mọi người đi. Rất là vui cho mọi người. Thầy á? Em thích thầy Quân mà. Chào tôi chơi được. Chưa. Thầy Quân bao nhiêu người quay này? Em thích thầy Quân mà thầy Quân. Ở đây dưới đó là chị Phúc Tài Chính. Sao mà chị thích thầy Quân nhiều như Phúc Tài Chính? Thích thầy Quân gì, cái điểm gì? Thầy Quân đáng yêu, dễ thương. Không biết nó cứ như kiểu là riêng mình thích thầy Quân thì mình thích thầy Quân thôi, đúng không ạ? Ý là có cái duyên gặp nhau đúng không? Bây giờ anh nghe nói là... ông này là ông thiện đời sống này, còn ông kia là ông thiện khác này. Hai này giống nhau nhỉ? Này là tiếng. Ủa vậy em thích thầy Quân, em có thể cảm giác mà em thích thầy Quân như thế nào, nó to lớn như thế nào không? Mấy video này. À em có thể. Thôi em đi tìm thầy Quân đây. Ủa đi tìm thầy Quân nha mọi người, đó. Tìm thầy Quân nha mọi người, đó không? Bây giờ mà trời ơi, sao mọi người vậy? Anh nghe nói là công nghệ của anh chuẩn bị kiện em rồi đó. Tóm lại là em thích thầy Quân, ok. Tóm lại nói thầy nghe nè. Không, thầy không được nói đến thầy á. Ví dụ mà 50 tỷ á, mấy đứa có lên mời không? Sao không thấy phản ứng hơi hám gì hết vậy? Đàm không trả. Ý của đó là tại con không có lên tiếng là phản phản đàm lại cô, là tôi sẽ sao kê minh bạch, là tôi sẽ đối đầu với bạn sẽ im ru hết vậy. Thì nước cái gì à? Đàm quê mùa rồi. Nhưng mà im lặng như vậy có nghĩa là đồng tình là mình là ăn trộm tiền của nhân dân rồi, đúng không? Không lấy lại danh dự là thì anh nghĩ sao về vấn đề đàm? Đàm với lại Trấn Thành với lại Thủy Tiên Hề Lũ. Cái vấn đề mà đấu tố 50 tỷ á, bây giờ cơ hội ngàn vàng còn gì nữa. Bây giờ chỉ cần là sao kê nó đơn giản trong một nốt nhạc mà. Ừ. Nhẹ nhàng thế là có 50 tỷ, đi làm đến bao giờ mới có 50 tỷ. Có hỏi gì về chị Hằng? Mà vậy sao mình không có tổng lực mình tổng tấn công kêu nó phải chấp nhận cái lời yêu cầu này. Nếu như mà nó không sao kê thì có nghĩa là nó có cái điều quy tắc không minh mà.
minh bạch ra sao kê mình, sao kê cho chính mình mà. Đúng rồi, kiếm tiền không khó. Không, ý là nó là khi nó chửi mọi người á thì nó mạnh miệng á, nhưng mà khi mà mình yêu cầu nó một cái điều có quyền lợi cho tụi nó thì tại sao nó không trả lời, mà nó bắt người dân phải tôn trọng nó, phải công nhận nó, cái điều đó mới là điều mình cảm thấy là nó lừa dối người dân. Bây giờ đơn giản này, có 200 tỷ này, mỗi chú với anh ta chị hát có 50 tỷ, rất đơn giản, đi ra ngân hàng sau kê minh bạch ra là nhận ngay 50 tỷ, đúng không, sướng không, quá sướng. Ê, cho thủy nghĩ sao, nghĩ sao khi mà nó chửi người ta rất mạnh miệng, phản ứng rất mạnh miệng, sẽ thuê 7 luật sư sừng sỏ để kiện, mà bây giờ ra cái kèo 50 tỷ cho mỗi đứa mà im lặng hay gì đó. Chú Thủy nghĩ sao? Mình đơn giản là mình nghĩ cái thằng Đường Vĩnh Liệt thì nó là một cái loại, nó mình gọi luôn nó là cái loại giang hồ mõm. Cái thằng này là thằng ít học, nó thiếu hiểu biết mà nó thích ăn thua đủ với tất cả mọi người. Thậm chí mình chỉ cần nói một câu này chắc là tất cả mọi người đều hiểu này. Tức là cái người sinh thành ra nó còn đưa lên mạng để nó rêu rao, nó nói xấu cả mẹ nó, thì mình nghĩ mẹ nó còn làm được thế. Và cái loại nó thì luôn luôn là nó xem thường tất cả mọi người, nó tự cho nó là vùng kín. Và nó đã tự cho nó là vùng kín rồi thì nó có thể làm bất kỳ cái điều gì mà nó không bình thường với người bình thường. Đó, và nó nghĩ rằng là nó có một cái tí tiền lẻ đấy thì nó có thể là thuê bất kỳ ai, hoặc nó nghĩ là 7 luật sư, mình nghĩ kể cả nó thuê đến 7.000 luật sư mà nó sai thì nó vẫn là sai, và nó sống bất đạo đức thì 90 mấy triệu dân Việt Nam cũng hiểu cái bản mặt của nó. Chứ còn nó không, nhưng mà tại sao nó vẫn muốn mọi người là phải thần tượng nó, phải ca ngợi nó giống như là một con người minh bạch trong sáng, mà trong đó cái kèo này nó là im lặng. Mình nói như thế này thì mình hơi ví von một tí này. Thường là những cái người mà làm sai thì gần như không bao giờ dám nhận cái sai của mình, mặc dù là có thể ngồi đâu đó để giảng đạo rất là hay, nhưng mà mình toàn là làm những cái việc đi ngược lại pháp luật, đi ngược lại đạo đức lương tâm của con người. Nhưng mà luôn luôn muốn mọi người lại nhìn vào mình một cái là bằng cái ánh mắt là phải tử tế. Thì cái thằng Đờm Vĩnh Việt là một trong những thằng như vậy, lúc nào nó nghĩ nó phải là số 1. Mình nghĩ là ngay cái ngày Tết vừa rồi nó đi mua có một cái gốc đào đâu ở trên Đà Lạt về, nó cũng tự khoe là cái cây đào này có 102 và không có cây thứ hai ở Đà Lạt. Nó nói thật là một cái cành đào thì nó không là si nhê gì đâu. Theo chú Thủy thì có phải Đàm có phải là một người con, cũng không phải là một người con có 102 không? Mình nghĩ nó là loại quý hiếm. Quý và hiếm đúng không? Anh nghĩ thế nào khi mà nghệ sĩ dựa vào cái công văn của công an mà nhảy lên rồi cấu xé rồi sẽ thưa kiện hết, mà tại sao hôm nay lại im? Đang suy nghĩ, đang nghĩ xem bắt cái kèo này thơm hay không. Em nghĩ, đang nghĩ chắc là tuần nữa thử diện lên tiếng. Không, gia hạn còn có mấy ngày nữa. Hôm nay bao nhiêu gia hạn đến hôm ấy? 15 tới 22 thì bữa nay đã 19 rồi. Còn mấy ngày thì còn mấy ngày nữa chứ, cho chấn hành rồi hề lũ chưa thấy ai lên tiếng nữa. Thủy Tiên rồi cũng chưa thấy luôn. Còn 3 ngày nữa thì em nghĩ là đến ngày, thôi mình cứ đợi đến ngày 21 đi. Hôm mình tổ chức sự kiện thì biết đâu lại lên tiếng là em sẽ nhận cái kèo này thơm quá gì 50 tỷ. Giảm đến bao giờ đã 50 tỷ. Theo em thì vậy nè chị. Cái câu chuyện này bước đầu tiên là xuất phát là cũng cái số tiền từ thiện là của Hoài Linh. Thì Hoài Linh là cây đa cây đề là đàn anh rồi, thì Đàm Vĩnh Hưng thì cũng binh Hoài Linh, binh vực Hoài Linh. Thì bây giờ mình yêu cầu Hoài Linh là đàn anh thì mình lên tiếng, mình sao kê trước, mình làm gương cho đàn em, đó là đúng không? Bỏ là không bao giờ dám lên tiếng, cam ra một điều, vì lên tiếng là phải sao kê, mà sao kê thì nó sẽ lòi ra những góc khuất. Phải nhớ rằng là cái giới nghệ sĩ trong miền Nam là gọi là giang hồ sĩ chứ không phải là nghệ sĩ. Đa số cái nhóm tụi nó gọi là giang hồ sĩ thì đúng hơn, vì nó hành xử theo kiểu giang hồ không có văn hóa luôn. Đầu tiên là nó giang hồ sĩ, mà bây giờ nó là loài sĩ, nó lòi ra nhiều cái chỗ mà lòi loạn là gọi lòi chính xác là lòi chính. Chú cháu mình thì mình bổ sung một tí cái kèo mà cô Hằng vừa nói, và tại sao mà cái lúc mà bên công bố kết quả thì nó nhảy ngược lên, nhưng bây giờ cô Hằng ra cái kèo thơm thế mà nó lại không dám bắt luôn, thì mình nghĩ là
tất cả mọi người mà có suy luận thì đều hiểu rằng nếu mà nó vô tội hoàn toàn thì nó bắt luôn kèo 50 tỷ để nó kiếm rồi. Vì cái loại nó đi bán cao hộp thì đến lúc nào được 50 tỷ đúng không? Đi bán vài cái đồ online trên mạng, đi bán cao hộp rồi đi vơ bèo bọt tép từ những cái sâu bé tí ở các cái phòng trà để kiếm mấy chục triệu, mà bây giờ có 50 tỷ trong vòng một nút nhạc mà lại không dám kiếm thì chắc chắn là nó phải có vấn đề rồi. Bây giờ nếu mà minh bạch được thì nó lại làm ngay để nó lấy 50 tỷ của cô Hằng. Đây là tôi ngồi ở ngay chỗ đền thờ của ông Trần Trình, ông Bến Kim. Tôi có một điều ước đó. Nếu cho tôi một điều ước và một cái quyền lực trong tay đó, làm rõ ra nếu như mà tụi nó mà có khuất tất tiền bạc á thì mỗi đứa phải nộp vào 50 tỷ. Còn nếu nó minh bạch thì chính tôi sẽ nộp vào cho ngân sách nhà nước 200 tỷ. Cho rất công bằng luôn. Tôi sẵn sàng tôi bỏ vào 200 tỷ cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Còn nếu như tôi nói sai, còn nếu tôi nói đúng thì tụi nó phải bỏ vào 200 tỷ. Điều đó mới công bằng với nhân dân. Một mất một còn. Tôi luôn luôn chịu thiệt thòi. Và tôi nói được tôi làm được. Đây là lời nói của cô Hằng nói ở ngay đền thờ của cụ Trạng Trình, Nguyễn Bình Khiêm. Bây giờ mọi người cứ lên YouTube á, kêu gọi á, nếu như chính phủ mà quan tâm tới người dân, mà đây là một cái câu chuyện của cộng đồng, thì bạn sẵn sàng nộp 200 tỷ vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nếu như minh bạch tụi nó đúng. Còn nếu như minh bạch tụi nó không đúng thì phải phạt nó làm gương cho nhân dân người ta thấy, để mà chừa cái thói hư tật xấu là ăn trộm tiền của nhân dân, là bốn đứa này mỗi đứa 50 tỷ. Chị có thể nói rõ tên của bốn đứa này? Đó là Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành và Thị Tiên. Ok chị. Đó là một điều mà một chọi bốn, yeah. Mà quyền lợi là thuộc về nhân dân. Tôi sẵn sàng bỏ 200 tỷ ra cho vào. Theo như chị thì nếu như cái câu chuyện này xử phạt tới nơi tới chốn thì ít ra cũng phải có một cái hình thức răn đe nào đó để làm gương cho xã hội, đúng không ạ? Hiện nay là mọi người cảm thấy rất là bức xúc. Được. Nhưng bản thân tôi làm tất cả cũng vì người dân, vì một sự răn đe có thể. Được. Và tôi sẽ bồi thường danh dự đó, nếu như điều đó đúng thì tôi sẽ nộp vào 200 tỷ vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp đỡ người dân. Và nếu như tụi nó sai thì phải có một cái chế tài xử phạt 50 tỷ. Điều đó là chính đáng. Coi như là cái đó là mình căn cứ vào luật. Chờ chị chút. Đó là cái điều mà rất là hợp lý luôn. Dù sao thì trong cái quãng thời gian này chị cũng đã theo vào cái drama này tốn khá nhiều công sức, tiền bạc. Tiền bạc thì ở góc độ cộng đồng thì chúng em là những người làm truyền thông, chúng em không nói đến cái câu chuyện tiền bạc. Nhưng chị đến giờ phút này chị có cảm thấy mình bị tổn thương quá nhiều hay như thế nào đó sau một quãng thời gian tính đến là một năm được không? Nếu mà nói tổn thương thì là quá nhiều là đúng. Nhưng mà chị đã nói rằng chị có thể chịu đựng cái nỗi đau khổ của người khác cho chị, không ân hận. Được. Nhưng mà cái quan trọng nhất là chị nhắm đến là cái sự mà dối trá của những con người mà đem thương hiệu của mình ra để lừa gạt nhân dân. Cái đó mới là quan trọng. Họ vừa đánh bóng tên tuổi, họ vừa kiếm ăn trên sông máu. Thành ra nên YouTube đưa cái thông tin là nếu như bạn sai, bạn nộp 200 tỷ vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, minh bạch cho nhân dân. Còn nếu bạn đúng thì phạt tụi nó mỗi đứa 50 tỷ. Điều đó là chính xác. Thực ra thì nên như vậy và phải làm như vậy. Điều đó là nó hài lòng người dân vô cùng. Và cái cuối cùng lại là bạn cũng là người gánh chịu tất cả. Nếu như sai thì bạn chịu, mà nếu như đúng thì thu tiền đó về cho nhà nước. Kiểu gì cũng thu tiền về cho người dân. Kiểu gì cũng được cho nhà nước với nhân dân. Ngân sách quốc gia lúc nào cũng có 200 tỷ, đúng bên nào đúng hay sai. Một tôi mất, hai tụi nó mất. Cho nó rõ ràng, công tâm. Tất cả vì đất nước, vì công dân của người Việt Nam cần ngân sách và nên xử lý như vậy, coi như là một cái phiên tòa này nó công tâm. Bốn người cộng lại mới 200, một mình bàn đã 200 đó, cho nên là không thể nói không được. Cái này là đề nghị là phải làm cho rõ để vừa lòng người dân mà vừa có ngân sách cho nhà nước nữa. Đúng rồi.
điều này rất là hợp lý, hợp lý vô cùng, không thể cái gì hợp lý hơn. Chốt lại một câu là cô Hằng làm là cho có lợi cho dân và cho nước, chứ không phải là cho bản thân mình. Tôi thắng á, thì cũng cho nhân dân, mà tôi thua thì cũng cho nhân dân. Đúng rồi. Tức là chỉ có hòa và phát chứ không có lỗ. Đúng rồi. Cái điều này nên làm để răn đe, làm để cho thế hệ trẻ sau này nó không có cái tư tưởng là đi kêu gọi rồi đánh bóng tên tuổi rồi lấy tiền của nhân dân, tự làm cái gì thì làm, điều đó không được phép. Miễn. Đó cho nên anh em nào có phỏng vấn thì tranh thủ đi hỏi vô trong cúng chút xíu nữa, hay là một chút nữa tôi hoành cho ra có chú Dũng thì mọi người phỏng vấn chú Dũng ha. Vâng, như vậy là chúng ta thấy là khi mà mọi người phỏng vấn chị Nguyễn Phương Hằng thì chúng ta nhìn thấy chị Nguyễn Phương Hằng rất điềm đạm, rất từ tốn và rất là thân thiện để nói rằng với cái đám gừng tỏi sĩ thì bây giờ các anh ấy hãy thể hiện một người trong sáng và minh bạch với cái kèo ra giá 4 anh. Nhưng mà đầu tiên là anh Hề Lũ 14 tỏi là nên xuất phát điểm đầu tiên, nếu không thì anh em sẽ mất mặt lắm. Cho nên 4 anh gừng tỏi mà được chị Nguyễn Phương Hằng réo tên trong cái câu chuyện mà thách đố này thì các anh hãy lên tiếng đi để cho cái sự trong sạch của các anh thực sự được sạch trong. Và nếu như các anh dám nhận những cái lời thách đố của chị Nguyễn Phương Hằng thì thực sự chúng tôi sẽ ngưỡng mộ. Còn nếu không thì các anh đã đưa tên tuổi các anh đúng là đi vào lòng đất. Và không còn cái điều gì phải nói nữa, chỉ còn cách là nhân dân chúng ta hãy tỉnh ngộ với cái đám gừng tỏi sĩ này. Bây giờ thì Lan xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe những thông tin mà Lan chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các quý vị ở những video tiếp theo. Bye bye.